Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Lý Bá Tùng. Thì tiếp tục cái series hướng dẫn bọc link để chạy quảng cáo chuyển đổi. Hôm nay mình sẽ làm một cái video chi tiết thực hành cách làm trang đệm, trang bọc link để chúng ta chạy quảng cáo chuyển đổi, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta vào landing page. Ở đây mình sẽ cho mọi người thấy, ví dụ ở đây có một cái landing page về sản phẩm ngựa Thái, nói chung là sản phẩm sinh lý đi. Suy nghĩ nhé anh em nhé, thì anh em thấy không ạ? Đấy, cái sản phẩm này đây là một cái landing page bán hàng rất là chạy với sản phẩm sinh lý. Chúng ta chỉ cần thay sản phẩm mà thôi đấy, mọi người ạ. Đấy, chúng ta chỉ thay cái sản phẩm ở đây thôi, chúng ta còn những cái nội dung này mình đã làm và tối ưu rất là ok rồi. Chúng ta bán những cái sản phẩm sinh lý, cái sản phẩm thực phẩm chức năng giá trị cao trong này, nó đều ăn khách ấy, đều ăn tiền đấy các bạn ấy. Đều ăn khách, đều ăn tiền đấy. Cái landing page này là cái landing page rất chi là ăn khách rồi. À, tại vì sao? Đánh đúng insight của người dùng. Nhưng mà trước khi chúng ta chạy cái landing page này ấy, mọi người mình xin phép là che những cái hình để cả đi, bởi vì thằng YouTube nó sẽ khóa khóa kênh của mình các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ làm thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần, ở đây mình sẽ làm một cái landing page mới, tạo một cái landing page mới, landing page trắng này, gọi là trang đệm. Đấy, cái thứ hai ở đây mình sẽ tìm đến ngựa Thái, tạo lên bên này. Thì con cái nhân bên này nhá, mình sẽ xuất bản sang một cái tên miền mới. Đấy, tên miền mình sẽ chọn tên miền riêng, ví dụ Lê Ba Tùng chấm không, cái tên miền này thì có vẻ là không được, chọn cái tên miền Tùng gì sốt chúng style đi, ngựa Thái 2021 chẳng hạn. Đó. Ok, thì đây là cái trang bán hàng mọi người nhé. Ví dụ đây là cái trang bán hàng. Đấy, đây là cái trang bán hàng em nhé. Đấy, được rồi. Thì làm thế nào? Thì tiếp hết chúng ta cần một cái trang. À, chúng ta cần tạo một cái trang landing page. Mình nên sử dụng trang landing page mẫu để nó có những cái yêu cầu xem nào. Chọn cái trang nào nó đẹp đẹp cái. Thực phẩm đồ uống này. Đi đi. Ở đây dưới này có thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe cũng có luôn. Rồi, ok. Thế thì mình cứ làm tạm một cái trang trắng như này. Đấy, thêm selection này. Đó, selection trắng thôi. Đấy, thì ở đây ạ. Cái đầu tiên mình sẽ làm cái trang. Lưu ý các bạn là cái trang cần phải đầy đủ thông tin, cần đầy đủ thông tin liên hệ, thông tin trên đấy, cái nội dung trên trang nó phải có ít nhất 1.000 từ. Vậy nên là chúng ta cái phần text ấy, phần text chữ text ở trên trang có ít nhất 1.000 từ. Vậy nên là chúng ta cần phải sẵn sàng viết một đoạn văn đủ lớn đủ dài liên quan đến sản phẩm dịch vụ. Mình sẽ sửa chữa. Chào mừng quý khách đến với này. Tiếp theo ở đây cái phần tiếp theo là cái phần mình sẽ thêm một cái video vào đây. Đó, mọi người nhớ thêm cái video vào đây. Thì cái video này là cái hướng dẫn thì chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ nhập cái đây, ở đây mình có đăng một cái nội dung video lên anh em xem nhé. Đấy, một cái video như tôi chỉ đã khách đã đồng khách đã vào phần bình phẩm của chúng tôi để chắc chắn rằng quý khách là người có nhu cầu và đặc biệt đã tìm được. Các bạn lưu ý rằng đây là một cái video mình nhấm nháp thôi, mình nhấm nháp thôi, cho nên là khi các bạn làm các bạn cần chỉnh chu hơn rất là nhiều để tránh cái hiện tượng khách hàng nó cái hàng họ bị spam. Vậy nên là đây mình chỉ nhấm nháp concept mẫu như này, các bạn nên quay nó chuyên nghiệp hơn, nó quay nó chuẩn chỉnh hơn. Ví dụ nếu như các bạn đang bán ngành dược thì các bạn nên có một bạn nhân viên, một bạn điều dưỡng viên hoặc là gì đó mặc áo blue và tư vấn như đứng trước hình như mình.
thì nó sẽ ổn hơn, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ làm nháp cho các bạn nhé, làm nháp, mình sẽ làm để cho các bạn biết cách để các bạn làm thôi, đúng không ạ? Đây là video này. Tiếp theo trong video này mình có nhắc tới, đây mình sẽ cho mở lại cho mọi người xem. Các giải quyết của các hiệu quả an toàn thì hãy chọn cái bộ lọc bên dưới là bấm nút bộ lọc bên dưới này. Đấy, thì mình có nói rằng quý khách khách hàng hãy chọn một cái nút màu đỏ bên dưới, thì chúng ta sẽ để cái nút bấm vào đây, bấm quan tâm à, cái từ này mình sẽ thay đổi từ mua ngay từ quan tâm mọi người nhé. Quan tâm tôi quan tâm đấy. Cho chữ in đậm này, để cho chữ màu đen này, cái này thì mình sẽ chỉnh theo màu đỏ này, đúng cái lúc màu đỏ nhé mọi người nhé. À đây mình sẽ chỉnh màu trắng đi, màu trắng này và cho cỡ chữ to lên, đấy, chữ phần thêm, đúng rồi. Như này, đấy, tiếp theo là trong cái nút này. Cái nút này khi khách hàng bấm vào thì mình ấn chọn cái sự kiện, chỗ sự kiện này mình sẽ chọn là chuyển sang một cái mở liên kết mới. Mở liên kết mới thì ở đây có đường link liên kết, thì nó là cái đường link trang landing page bán hàng của chúng ta, trang landing page bán hàng của chúng ta, đúng không ạ? Ok, xong à, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Lưu ý rằng các bạn cần thêm cái ví dụ như là chân trang, phần chân trang và thông tin địa chỉ của các bạn ấy. Các bạn thêm phần này cũng được này, phần này khá là hay này. Đấy, phần này chúng ta sẽ thêm lên trên đầu. Thì cái chỗ này chúng ta ghi cái thông tin là trang chủ chẳng hạn. Đấy, và các cái phần đằng sau đúng không ạ? Đây là phần đầu trang này, đây là phần giữa trang này. Thêm một cái phần nữa là cái phần mô tả này. Là selection mình cứ chọn là màu trắng đi. Và này phần mô tả này. Tiêu này. Mô tả. Mô tả cái này các bạn có thể giới thiệu với công ty chẳng hạn. Mô tả. Đấy. Đoạn văn. Đoạn văn. Ở đây viết ít nhất 1.500 từ các bạn ấy, viết nhất 1.500 từ. Và cuối cùng là cái dưới cùng này là chân trang, và phần này là phần chân trang. Chân trang thì gồm cái gì? Thứ nhất là tên công ty, địa chỉ, liên hệ, chính sách bán hàng. Đấy, các bạn lưu ý rằng nó phải có đầy đủ thông tin, nó phải có đầy đủ thông tin các bạn nhé, thì nó mới ok. Đấy, sau khi như này xong nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra đâu. Ok, xuất bản này, xuất bản. Thì ở đây chúng ta có thể có hai cách. Một là các bạn chọn đúng cái tên miền đây, tên miền như trên này, tức là trùng với tên miền của trang bán hàng là tốt nhất. Còn không thì các bạn có thể là chọn cái tên miền khác được. Và ví dụ cái chỗ này các bạn gọi là xác nhận chẳng hạn, trang xác nhận miền xác, cái miền không dấu là ngang các bạn nhé, xác nhận công ty à, cho nó đúng nhỉ. Thì cái này nó sẽ vận hành như thế nào à, khi khách hàng à, các bạn lưu ý rằng là chúng ta cũng cần phải thao tác ở đây cái phần là Sell Social này. Đấy, phần chọn này thì chúng ta cũng cần chọn cái ảnh luôn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn một cái ảnh. Đấy, rồi chúng ta sẽ xuất bản. Tiêu đề trang chúng ta cần viết là xác nhận thông tin đóng xuất bản mạng. Đấy, đúng không? Thì khi cái này nó sẽ vận hành như nào, khi khách hàng ở trên Facebook này, và đều ở trên Facebook này, họ thấy một cái bảng quảng cáo chúng ta, họ bấm một nút tìm hiểu thêm đây,
hoặc là kích vào cái link thì nó ra cái trang web này, thông tin xác nhận này. Đấy, thì khi họ bật lên thì họ sẽ thấy cái video này và họ bấm vào thì nó chạy. Lưu ý rằng các bạn không được để cái video này nó tự chạy, lưu ý không được để video này nó tự chạy, phải để cho khách hàng bấm vào. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, ví dụ như là họ tên, không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin như số điện thoại, không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đó chính là địa chỉ nhà, tình trạng bệnh, tình trạng gặp phải, ví dụ tình trạng gặp phải nó bị như nào thì chúng ta không được, đặc biệt là cái tình trạng gặp phải là chúng ta không bao giờ được phép xin khách hàng. Các bạn chỉ cần khi khách hàng xem cái video này, một cái video ngắn thôi, khoảng từ 15 cho đến 30 giây thôi các bạn nhé, hoặc có thể là tốt nhất là dưới 15 giây, còn dưới 20 giây thì khi khách hàng xem xong 12-15 giây này, họ bấm vào đây, bấm vào lúc tôi quan tâm này, thì lúc này nó sẽ chuyển sang một cái trang bán hàng. Đấy, theo các bạn thấy nó chuyển sang bán hàng rồi. Đấy, như vậy thì Việt Nam mới trang đệm như này, nó hoàn toàn đúng so với cái chính sách quảng cáo của Facebook. Thì cái nút tôi quan tâm này, các bạn cần tạo thêm một cái nút tôi không quan tâm, thì tôi không quan tâm này thì chúng ta sẽ refresh khách hàng lại để chúng ta lock khách hàng luôn. Đấy, đây mình sẽ làm luôn, ví dụ ở đây mình sẽ làm nút tôi không quan tâm, các bạn xem quan tâm này, đặt cho C lên, nút tôi không quan tâm mình cho nó xanh này, không thì mình sẽ không quan tâm. Thì cái sự kiện đây chúng ta cũng chọn là cái sự kiện pop-up đi, hoặc là chúng ta mở cái đi, mở pop-up đi. Đấy, pop-up thì đây chúng ta thêm pop-up vào, thêm pop-up, pop-up cảm ơn đi, thank you. Rồi, thank you thì chúng ta sẽ sử dụng ngay đi, làm nhát thôi nhé. Đấy, thì chúng đây chúng ta biết rất cảm ơn quý khách đã ghé thăm. Trang web, trang website chúng tôi rất hy vọng, rất mong muốn lần sau. Đấy, ví dụ như vậy, đúng không? Đóng lại. Thì đây chúng ta sẽ mở pop-up chọn sự kiện này và chọn pop-up 28 số 3. Đấy, số 3. Ok. Đấy, số 3. Đấy, chúng ta các bạn xem thì khi mà không quan tâm, đấy nó hiện lên theo cái cách như vậy là xong, đúng không? Còn nếu mà quan tâm thì nó sẽ chuyển. Đấy, ok. Thì đây là cái video mình đã hướng dẫn cách làm trang đệm để một cái trang trung gian không vi phạm chính sách, để cho các bạn chạy quảng cáo hàng vi phạm chính sách chuyển đổi một cách hiệu quả, một cách dễ dàng hơn so với việc các bạn chạy thẳng link. Lưu ý rằng cách này nó cũng sẽ có nhược điểm của nó là nó sẽ mất thời gian và có thể khách hàng sẽ bỏ đi, nhưng các bạn yên tâm rằng là khi khách hàng bỏ đi mà không quan tâm đến sản phẩm của chúng ta thì chúng ta đã có một cái bước lọc vô cùng hữu ích, và cái bước lọc này hoàn toàn không mất tiền. Vậy nên là chúng ta hãy làm như vậy để chúng ta lọc khách hàng được ngay lập tức, đúng không? Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ theo. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ, và hãy chia sẻ video này đến những anh em, những đồng nghiệp của các bạn đang chạy quảng cáo trên đường mà gặp khó khăn. Cách này có thể áp dụng tất cả các mặt hàng của bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.